vô rồi kìa. Nó vô cái hồ nước rồi. Ủa sao nó không vô nữa vậy ta? Ok, chờ xíu nha mọi người. Con chim bên này nó đang chuẩn bị xuống cái hồ nước rồi. Mẹ tôi nói là con chim, mấy con chim này nó còn có một lòng chuyên dụng để cho nó tắm nữa, nhưng mà mẹ tôi chưa có đưa cho tôi. Trời ơi. Nào 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 nào, vô vô đi em. Sao ăn bà nha em, ăn rượu. Ơi, ăn rượu nào, vô vô đi. Tắm. Tắm đi em ơi, nó không tắm đi, tắm nào, tắm đi, tắm đi, tắm đi. Vô tắm rồi kìa mọi người. Con chim tắm rồi, chim tắm rồi kìa. Thật là dễ thương. Ủa sao nó lại bay lên rồi? Ủa nó đang nghi ngờ con nước đó phải là axit hay là gì không. Đang sợ hãi. Mà cuối cùng nó cũng nhúng cái người nó vô kìa. Yeah, chim tắm, chim tắm. Thôi bật 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 luôn. Rồi tới con tiếp theo nào. Tới con tiếp theo nào. Vô 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 vô. Bơi đi em, bơi đi, bơi đi, bơi đi. Lại bơi nữa. Lại bơi nữa kìa. Ý ý ý. Cái con đứng ở trên cái cây gỗ đứng nãy giờ chưa bơi nữa. Con kia nó bơi hoài luôn á. Nó đang bơi. Trời ơi đạp nhau kìa. Ý ý nó vô bơi rồi kìa. Ồ bơi rồi, bơi rồi. Sao nó cắn nhau vậy ta? Nó lại tắm tiếp nữa. Cái con này giống như đang muốn nói là đi ra để cho tao tắm nữa. Nó chuẩn bị vô. Sao nó lại vô nữa rồi? Cho tao tắm nữa cái thằng này. Ok, cái tới con này tắm. Sao cứ dặn tắm mà vậy trời. Rồi tới em kia đi.
Ủa sao nó tắm bên kia vậy ta? Tắm hai lần. Ý, dễ thương quá. Con kia nãy giờ nó không được tắm. Cái con mà đầu nó sụ sụ nó tắm nãy giờ mà người. Còn con này không có tắm luôn. Chứ nó nãy giờ nó ngại đó mọi người. Nó sợ nước có đập đó mọi người. Nó chưa muốn tắm. Còn con kia thì nó cứ đi đâu. Nó uống nước thử coi nó có đập không. Trời ơi, con kêu vô ngoài trời. Con mà nó tắm lần đầu nó xù luôn. Còn con kia chưa tắm lần nào hết. Nhớ tắm đều đặn với mỗi ngày. Anh nhớ mọi người. Em thương nó lười tắm lắm đó mọi người. Phải nhắc nhở nó mới đi tắm. Hãy nhớ mỗi ngày đi tắm nha mọi người. Vậy thôi. Ok. Tắm xong rồi giờ nó làm gì? Con kia thì uống nước nó không có tắm. Tới con kia tắm. Mình nó vẫn chưa chịu tắm nữa. Con này tắm xong đã đè luôn. Con kia vẫn đang chần chừ không biết có nên tắm không. Dạ, cuối cùng nó có tắm không mọi người? Có tắm không? Vậy là con kia không tắm rồi. Ok, vậy mọi người nếu mà mọi người thấy hay hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Bye bye mọi người.